Chúng sanh chúng ta thật rất điên đảo, sanh khởi tướng vô minh mà không thể phá trừ được. Nếu không có điên đảo thì chư vị không có thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc và làm việc gì cũng hợp với chân lý. Khi đó ba chướng, tức nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng đều tiêu trừ và ba đức như đức giải thoát, đức bát nhã, đức pháp thân đều tròn đầy viên mãn. Chư vị có thể dùng 6 căn hữu dụng với nhau, mỗi căn có diệu dụng của 6 căn. Khi đó chư vị có thể đắc được 6 thần thông. 6 căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mỗi căn đều có diệu dụng của tất cả căn, chứng được 6 thần thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông, lậu tận thông. Chư vị đã hiểu rõ đạo lý vi diệu này rồi thì phải nên thọ dụng chân chánh. Nếu hiểu rõ thì biết được đạo lý giác ngộ, còn ngược lại thì sẽ bị lạc vào đường tà hiểm nạn trùng trùng. Cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cứu cánh niết bàn, ba đời chư Phật, y theo bát nhã ba la mật đa, nên đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đức vô bất bị chư chướng trược, cứu cánh viên tịch, hiệu niết bàn, quá khứ vị lai cập hiện tại, tam thế chư Phật bổn đồng nguyên. Y thử bát nhã ba la mật, trí chánh đẳng giác vô thượng tiên, hành nhân đản năng cần tinh tấn, hà sầu bất hoại pháp tánh điển. Dịch: đức chẳng bị bao chướng ô trược, cứu cánh viên tịch gọi niết bàn, quá khứ vị lai và hiện tại ba đời chư Phật vốn đồng nhau. Y theo bát nhã ba la mật đạt chánh đẳng giác vô thượng tiên, người tu nên siêng cần tinh tấn, lo gì không đến ruộng pháp tánh. Vì chư vị phá trừ được báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng nên xa rời được mộng tưởng điên đảo. Nhờ nghĩa lý cùng tột của tâm kinh mà chúng ta mới biết rằng chúng sanh chúng ta sống trong chín cõi như đang sống trong mộng. Trong mộng trừ Bồ Tát nguyện trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, cầu Phật đạo, thành Phật đạo, độ chúng sanh đều là mộng cả. Trừ duyên giác mộng gì? Đó tức là mộng tự thân mình làm việc thiện ở trong thâm sơn cùng cốc, tự tu, tự liễu, ngộ đạo. Tự mình làm việc thiện mà không thể làm hết mọi việc thiện ở thế gian, đó cũng là mộng. Trừ thành văn mộng chấp vào không, mộng nhập hữu dư niết bàn. Trừ thiên mộng sống sung sướng an lạc, ở trên thiên cung họ cảm giác rất sung sướng, rất tự tại, cho là thọ diệu lạc thù thắng. Con người mộng trong danh lợi, cầu danh cầu lợi, thăng quan phát tài, suốt đời điên đảo, lấy khổ làm vui, ngày ngày chạy đuổi theo mộng danh lợi. Atula mộng chiến tranh, giống như trong hiện tại, đảng này đảng nọ tranh giành quyền hành, đấu tranh lẫn nhau. Loài địa ngục trong mộng thọ khổ, loài ngạ quỷ trong mộng bị đói khát, loài súc sanh trong mộng bị ngu si. Mỗi cõi trong chín pháp giới đều có mộng riêng, duy chỉ có Phật là đạt đến cứu cánh niết bàn. Không còn mộng nữa, niết nghĩa là không sanh, bàn nghĩa là không diệt. Vì thế người không hiểu Phật pháp nói niết bàn là chết mất. Cái chết này khác với sự chết của phàm phu, cái chết này là do tự ý mình chết. Mình biết rõ sẽ chết, sao gọi là tự nguyện chết? Nhân vì phạm hạnh đã lập, hạnh thanh tịnh đã có, việc nên làm đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa, tức theo ý nguyện mà nhập vào cảnh giới niết bàn không sanh không diệt. Và dự biết thời lúc nhập niết bàn, tôi tự dự biết thời lúc nhập niết bàn. Tại sao hiểu rõ sự chết? Khi sắp nhập niết bàn, hiểu biết rõ ràng, thân không bị khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, thân không bị khổ, tâm không tham tiền tài sắc đẹp, danh lợi, thức ăn, ngủ nghỉ, ý không điên đảo, tức là ý nghĩ trước lúc nhập niết bàn không điên đảo, thần trí thanh tịnh rõ ràng. Người tu hành trước lúc nhập niết bàn tự biết giờ khắc, ngày tháng mình sẽ nhập niết bàn, nói chuyện với mọi người rành mạch rõ ràng, đó gọi là minh bạch hiểu rõ. Lại nữa, không nên nói niết bàn là chết, vì niết bàn là không sanh không diệt. Tại sao có chết? Vì có sanh, nhưng khi nhập niết bàn thì không còn sanh còn chết nữa. Đức vô bất bị chư chướng trược, đức chẳng bị bao chướng ô trược, đức hạnh viên mãn tròn đầy, tất cả chướng ngại đều không còn. Cứu cánh viên tịch hiệu niết bàn, cứu cánh viên tịch gọi niết bàn, tất cả chướng ngại không còn nên gọi là viên tịch, cũng là niết bàn. Niết bàn là chữ Phạn, dịch qua tiếng Tẩu là viên tịch. Viên tịch tức là đạo không gì mà không tròn đầy, đức không gì mà không tịch. Đạo đã viên mãn, đức đã đạt đến nơi tịch tĩnh, sao nói đức không gì mà không tịch? Đức đã đạt đến tột điểm, nghĩa là đạt đến điểm cùng tột của đức tánh thường lạc ngã tịnh. Đức và tướng khế hợp nhau, thế nên đắc được nơi an lạc tịch tĩnh.
quá khứ vị lai gặp hiện tại, quá khứ vị lai cùng hiện tại. Tam thế chư Phật bổn đồng nguyên, ba đời chư Phật vốn đồng nhau. Ba đời chư Phật cũng là chư Phật trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Không những chư Bồ Tát y chiếu theo pháp môn Niết Bàn cứu cánh tu hành, mà chư Phật trong ba đời cũng đều y theo đó mà tu hành. Ư thử bát nhã ba la mật, y theo bát nhã ba la mật, chí chánh giác đẳng vô thượng tiên, đạt chánh giác đẳng tiên vô thượng. Ba đời chư Phật đều y chiếu theo trí huệ phi diệu của bát nhã mà đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là đắc đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng có nghĩa là không gì cao siêu sánh bằng được, là ai? Tức là Phật. Chánh đẳng là Bồ Tát, chánh giác là nhị thừa. Chánh giác cùng phàm phu không đồng, phàm phu không giác ngộ, phàm phu luôn tạo việc sai lầm mà không tự biết mình làm việc sai lầm, lại cũng không biết hối cải nên gọi là bất giác. Chánh giác là người nhị thừa đã đạt đến thanh văn duyên giác, vì đã đạt được giác ngộ nên không đồng với phàm phu, nhưng không thể thành chánh đẳng được. Không giống như Bồ Tát hành lục độ vạn hạnh, tự mình giác ngộ rồi lại dạy người khác ngộ theo, tự độ độ người, tự lợi lợi mình. Tự lợi lợi người, người nhị thừa chỉ tự liễu ngộ, không lo cho người khác, nên không phải là chánh đẳng. Bồ Tát đạt đến quả vị chánh đẳng nhưng chưa đạt được quả vị vô thượng, đạt được quả vị chánh đẳng tức là gần quả vị Phật, gọi là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát tuy đạt được quả vị chánh đẳng nhưng chưa đạt đến quả vị vô thượng, chỉ có Phật mới đạt đến thôi, nên gọi Phật là đấng vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu hay vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba đời chư Phật đều y chiếu theo trí huệ bát nhã này mà đạt đến bờ giác, do đó bảo rằng đạt đến chánh đẳng giác. Vô thượng tiên cũng tức là Phật, Phật cũng được xưng là vị tiên đại giác kim. Hành nhân đả năng cần tinh tấn, người tu nên siêng cần tinh tấn. Người tu hành phải nên hướng về trước mà tinh tấn dũng mãnh, chớ thối lui quay lại, chớ phơi nắng một ngày rồi để lạnh 10 ngày. Phải nên tu đạo 5 ngày, năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, giờ này qua phút nọ, thời thời khắc khắc tinh tấn tu hành, ngày ngày tháng tháng, năm năm, trong mọi thời gian đều tu hành tinh tấn, không nên hôm nay tu, ngày mai thối, hay bước lên một bước nhưng lùi lại 5 bước. Hà sầu bất hoạch, pháp tánh điền, lo gì không đến ruộng pháp tánh. Chư vị phải nên tinh tấn thì mới đạt đến ruộng pháp tánh. Pháp tánh ví như thửa ruộng, nơi thửa ruộng này, chư vị gieo giống thì sẽ thu hoạch được. Chỉ yếu là chư vị phải cẩn mẫn chăm sóc lúa mạ thì sẽ thu hoạch được. Thửa ruộng pháp tánh tức là chính tự pháp thân mà chư vị đang tu hành đây. Khi tự tánh viên mãn thì sẽ thành Phật, cũng giống như từ trong ruộng pháp tánh sanh xuất ra lúa thóc. Có một vị tu hành rất tinh tấn, tu mãi cho đến khuya chẳng ngủ, nhưng đợi đến sáng thì đi ngủ. Đó không phải là tu đạo, không thể gọi là tinh tấn được. À, chư vị ngủ mà tôi thì chưa ngủ, nhưng đến sáng hôm sau người ta thức còn chư vị thì đi ngủ, đó không gọi là tinh tấn. Tối không ngủ mà sáng lại ngủ thì không đúng. Cố trì bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Vì thế nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, luôn trừ tất cả khổ, chân thật không hư. Thị đại thần chú năng củng chắc, thị đại minh chú chiếu tam thiên, thị vô thượng chú trần giác quả, vô đẳng đẳng chú trí cực đỉnh, trừ nhất thiết khổ luân hồi hưu, chân thật bất hư các hướng tiền, dĩ thượng hiền thuyết thâm bát nhã, được giải đông tây tổ sư thiền. Dịch là đại thần chú khó đo lường, đại minh chú chiếu 3000 cõi, là chú vô thượng đạt quả giác, chú không gì sánh tột cùng cực, trừ tất cả khổ ngưng luân hồi, chân thật không hư đồng hướng trước. Trên nói rõ bát nhã thẩm thâm, lược giải đông tây tổ sư thiền. Thì đại thần chú nan cùng chắc là đại thần chú khó đo lường. Trên đã bàn về lý bát nhã ba la mật đa là trí huệ vi diệu đạt đến bờ giác, là pháp đại thần chú. Sao gọi là đại lớn? Lớn tức là so với nhỏ mà nói, lớn này là cái lớn mà không ngoài cái lớn, lại không thể lớn hơn nữa. Nếu ngoài cái lớn này còn có cái lớn hơn nữa thì chính nó là nhỏ, vì lớn mà không ngoài cái lớn, nên không có gì so sánh lớn bằng được. Sao gọi là thần chú? Thần tức là không thể nghĩ bàn. Chữ thần này gần giống với chữ tư và chữ diệu. Diệu nghĩa là bất động, thần là động. Diệu là ngay nơi bất động mà quan sát thấy rõ hết tất cả sự việc nên không cần dùng động.
Thần không động là không phải thần nên phải động. Thần tức là thần thông, thông tức là thông quá khứ, thông này cũng nghĩa là động. Không dùng động mà có thể biết đó là diệu. Chư Phật tại những cõi nước khác giáo hóa chúng sanh thành đạo nhập Niết Bàn, mình đều biết hết. Giống như khi phóng phi thuyền lên mặt trăng, liền biết mặt trăng ra thế nào, đất như thế nào, cấu tạo ra sao. Đó là bàn về một điểm nhỏ của thần diệu, không cần đến nơi đó mà vẫn biết mặt trăng ra sao. Lại không dùng toán số mà tính, không dùng lý khoa học mà luận bàn nhưng vẫn biết. Lại không động đạo tràng mà biết tất cả. Thần phải cần động đạo tràng, phải đến nơi kia mới biết rõ. Sao gọi là chú? Chú là lời bí mật không thể nghĩ lường. Chú có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là tất cả chú đều có tên của quỷ thần vương, như Tỳ Xá Giá, Kiêu Bàn Trà. Chư vị tụng niệm tên của các vua quỷ thần thì các quỷ nhỏ thần nhỏ cũng hiểu rõ. Tại sao? A, làm sao chư vị biết quỷ vương thần vương của chúng tôi? Các quỷ nhỏ thần nhỏ không dám không thủ quy củ. Thứ hai là chú như mật lệnh trong quân đội. Mật lệnh trong quân đội là khẩu lệnh. Trong quân đội mỗi ngày khẩu lệnh khác biệt không đồng, chỉ những người có chức vụ mới biết khẩu lệnh thôi. Người ngoài không thể biết được. Ví như khẩu lệnh hôm nay là thắng lợi, trong quân đội đều biết khẩu lệnh đó là thắng lợi. Nếu tôi không biết chư vị, nhưng khi gặp nhau thì hỏi khẩu lệnh, chư vị bảo thắng lợi, như thế là đúng, chính là người trong quân đội của mình. Nếu tôi hỏi chư vị khẩu lệnh mà chư vị đáp kiết tường thì là sai rồi, nên phải nổ súng. Tại sao vậy? Vì chư vị không phải là người thuộc quân tôi. Chú cũng như khẩu lệnh, chúng ta tụng chú thì quỷ thần đều đến nghe, khẩu lệnh của chúng ta cũng như thế. Tất cả quỷ thần đều hiểu rõ và đều thủ quy củ, nếu không thì chúng cùng chư vị chiến đấu lẫn nhau. Thứ ba là lời mật ngữ, người ngoài không thể biết được, chỉ có mình biết thôi. Ví như có người nghèo hèn vì tham tiền của nên chạy ra nước ngoài, người ngoại quốc không biết ông ta cớ sao mà bỏ nước đi. Khi được hỏi, ông ta đáp, tôi là vua của nước kia, vì quân nhân đảo tránh, quốc gia rối loạn nên tôi chạy đến nước này tị nạn. Vua nước đó, tuy không biết là thật hay giả, nhưng cũng cho là thật nên gả công chúa cho hắn. Sau khi gã nghèo hèn kia kết hôn cùng với cô công chúa, liền làm dạng như mình chính là một ông vua, từ sáng đến tối khởi tâm nóng giận, càng ngày càng hung dữ thêm. Sau này có người nhận ra hắn là kẻ nghèo hèn nên đến nói với công chúa. Khi hắn phát cáu nóng giận, công chúa hãy nói như vậy: ông vốn là kẻ nghèo hèn, nhưng khi đi qua xứ khác, sao nỗi sân quá vậy? Sau khi biết là có người nhận ra lai lịch của mình nên không dám khởi tâm nóng giận nữa. Chú này cũng như thế, chư vị tụng niệm chú, quỷ thần biết chư vị nhận ra lai lịch việc làm của chúng là gì, nên khi đối mặt với chư vị, không dám không thủ quy củ. Thứ tư, chú là tâm ấn mật ngữ của chư Phật. Chỉ Phật và chư Phật biết thôi, còn chúng sanh thì không thể hiểu. Vì vậy không thể phiên dịch chú được. Lại nữa, dùng một âm thanh diễn thuyết chú, chúng sanh tùy loại mà tôn thủ. Loại chúng sanh nào thì nghe hiểu loại chú đó. Ví như hiện nay, tuy chúng ta không hiểu lời chú, nhưng quỷ thần vương, Atula, súc sanh, yêu ma quỷ quái đều hiểu rõ. Do đó một khi đọc chú, chúng đều hiểu cả. Xưa kia có ông vua cần tiên đà bà. Tiên đà bà là tiếng Phạn. Nó có bốn tên khác nhau, tức là muối, nước, ngựa, đại tiểu tiện. Thế nên khi vua bảo rằng ta cần tiên đà bà, thì những quan đại thần không biết là muối, nước, ngựa hay đại tiểu tiện. Nhưng có một vị thông minh trí huệ, khi nghe vua nói tiên đà bà liền biết nhà vua cần gì. Khi ăn cơm cần tiên đà bà, đương nhiên là không phải đại tiểu tiện mà là cần muối. Khi nhà vua chuẩn bị ra đường thì gọi tiên đà bà, người kia hiểu rõ là nhà vua cần ngựa. Khi vua khát mà gọi tiên đà bà thì chắc chắn là nhà vua cần nước. Khi thấy nhà vua không khát nước, không ăn cơm, không ra đường thì biết là nhà vua muốn đi đại tiểu tiện. Thế nên khi đọc chú ra, quỷ thần có trí huệ liền biết ngay, còn quỷ thần khác thì không biết đến. Nan cũng chắc khó đo lường. Nan tức là khó khăn, không dễ dàng. Cùng nghĩa là cùng tận, chắc nghĩa là thôi chắc đo lường, biểu thị cho đại thần chú này không thể suy tưởng biết đến được. Vì là cảnh giới không thể nghĩ lường nên một bậc, tôi sẽ giảng cho chư vị nghe về chữ thần và chữ diệu. Thần là trung quy vào cái động không thể nghĩ bàn, diệu là trung quy nơi tịnh không thể nghĩ bàn. Động tịnh đều không thể nghĩ bàn, trong động không thể nghĩ bàn là thần, trong tịnh không thể nghĩ bàn là diệu. Thế nên thần cũng là diệu, mà diệu cũng chính là thần. Không phải thần tức không phải diệu, không phải diệu tức không phải thần.
thần diệu khó đo lường. Vì vậy hiện tại tôi không có cách nào để giảng tường tận rõ ràng, vì cái đó quá thần, quá diệu. Thị đại minh chú chiếu tam thiên là đại minh chú chiếu 3000 cõi. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật này cũng chính là đại minh chú, đại minh tức là tạng tánh Như Lai sáng suốt chói ngời, tạng đại quang minh, đại minh chú chiếu soi phá trừ tất cả vô minh hắc ám. Nói về hướng nội, chư vị phải tụng tâm kinh để phá trừ tất cả vô minh hắc ám phiền não từ đời vô thủy cho đến ngày nay, tự chiếu soi phá trừ vô minh phiền não của mình. Nói về hướng ngoại, tức là chiếu soi khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Khi chư vị niệm đại minh chú này thì sẽ phóng ánh sáng, ánh sáng chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, nên bảo rằng đại minh chú chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới tức là thế giới bên ngoài, tự chúng ta phá trừ tự tánh phiền não thì chính là phá trừ thế giới phiền não bên trong. Trong là ngoài, ngoài mà là trong, trong ngoài đều chiếu sáng, ánh sáng trí huệ trong ngoài của chư vị đều hiện tiền. Ánh sáng này chính là bản thể trí huệ của chư vị. Trí huệ sẵn có của chư vị chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Thị vô thượng chú trần giác quả là chú vô thượng đạt quả giác. Vô thượng tức là không có gì cao bằng, quả vị Phật cao thượng nên gọi là vô thượng. Chư vị tụng tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là từng bước đi từ địa vị phàm phu mà tiến lên quả vị Phật, đạt đến quả vị giác ngộ vô thượng, nên gọi là trần giác quả. Trần tức là đã đạt đến nơi giác quả. Vô đẳng đẳng chú trí cực đỉnh, chú không gì sánh tột cùng cực. Vô đẳng tức là không còn gì so sánh bằng được, đó chính là quả vị Phật tối thượng, quả vị giác ngộ cao tột. Thế nên đạt đến tột đỉnh, tức là đỉnh núi cao nhất. Trừ nhất thiết khổ, luân hồi hưu, trừ tất cả khổ, ngừng luân hồi. Việc quan trọng nhất là phải trừ được tất cả khổ. Nếu không thể trừ được tất cả khổ thì tụng kinh có ích chi? Tất cả khổ ách đều có thể trừ hết cả. Khổ có 3 khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. 8 khổ: sanh già, bệnh chết khổ. Khổ vì thương nhau mà xa lìa, khổ vì gần gũi người mình oán ghét, khổ vì cầu mà không được toại nguyện, khổ vì năm ấm thường thay đổi hưởng thịnh. Khổ này rất khó dẹp trừ. Nếu dẹp trừ hết tất cả khổ thì dòng luân hồi liền chấm dứt. Nếu không thoát ra khỏi dòng luân hồi thì không thể nghỉ ngơi, nghĩa là cắt đứt được sanh tử thì xuất ra khỏi dòng luân hồi. Muốn dẹp trừ khổ thì phải làm gì? Phải chặt đứt khổ vì kiến ái, ái dục, sắc ái, vô sắc ái, vô minh sắc ái cùng năm trụ và hai tử phải vĩnh viễn mất. Năm trụ gồm có ái trụ tức là phiền não kiến ái trụ, dục ái trụ tức là phiền não dục ái, sắc ái trụ tức là phiền não sắc ái, vô sắc ái trụ là phiền não vô sắc ái, vô minh ái trụ là phiền não vô minh ái. Sao gọi là trụ? Trụ nghĩa là kiên lao cứng chắc, kiên cố bất động. Hai tử vĩnh vong. Có vài người chưa từng nghe giảng kinh thuyết pháp bảo hai tử tức là hai lần chết. Không phải thế, con người có hai loại sanh tử: phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Sao gọi là phần đoạn sanh tử? Tức là chư vị có một phần, tôi có một phần nên gọi là phần. Chư vị có một đoạn thân phần, tôi có một đoạn thân phần. Từ ngày sanh đến ngày chết có một đoạn thời gian, từ dưới chân lên đến đầu có một phần đoạn, đó gọi là phần đoạn sanh tử. Tứ quả A-la-hán chặt đứt được phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử thì chưa xong. Bồ Tát có thể cắt đứt biến dịch sanh tử. Danh xưng của Bồ Tát rất thần thánh. Bồ Tát là danh xưng ngắn gọn, nói cho đủ tức là Bồ Đề Tát Đoà. Có người tuy không phải là Bồ Đề Tát Đoà mà lại cho mình chính là Bồ Đề Tát Đoà. Có người chính mình là Bồ Đề Tát Đoà mà lại không thừa nhận mình là Bồ Đề Tát Đoà. Chư vị xem kỳ lạ lắm không? Vậy là thế nào? Không phải mà bảo là phải mà bảo là không phải. Không phải tức là không phải, phải cũng không thể nói được. Là Bồ Đề Tát Đoà mà chư vị không cần nói mình là Bồ Đề Tát Đoà mới chính thực là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề Tát Đoà không phải do chính mình tự quảng cáo trên báo chí. Chư vị có biết tôi chính là Bồ Đề Tát Đoà không? Không phải như thế, vậy làm sao mới phải? Là Bồ Đề Tát Đoà phải tồn giữ tâm Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát, làm việc Bồ Tát. Không thể nói mình là Bồ Tát trên đầu môi chót lưỡi. Trên đầu môi chót lưỡi nói mình là Bồ Tát tức là quỷ của ma chướng, quỷ của nghiệp chướng. Tại sao? Giống như vài quan đế công của tà thần ngoại đạo. Ta là quan đế công đã đến. Kỳ thật nó chính là tiểu quỷ, thậm chí cũng không phải là tiểu quỷ nữa, mà chính là súc sanh tả chi tả kiến biến hóa thành. Trong Kinh Pháp Hoa có nói về một loại mèo tinh,
Mèo tinh này giả biến thành thần, chân chánh là Bồ Đề Tát Đoà, thì không tự bảo mình là Bồ Đề Tát Đoà. Ví như Tổng thống đến nơi nào thì không cần tự mình giải thích mình chính là Tổng thống, chư vị có nhận ra hay không? Không cần giảng giải cho mọi người biết. Thế nên chư vị là Bồ Đề Tát Đoà, người khác cũng biết. Chư vị không phải là Bồ Đề Tát Đoà, người khác cũng biết. Nếu chư vị là Bồ Đề Tát Đoà, vậy có bằng chứng gì? Tôi nói cho chư vị biết, nếu là Bồ Đề Tát Đoà thì cắt đứt được hai loại chết, tức phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Niệm này sanh rồi niệm kia diệt, không dừng nghỉ. Nếu thường tại định thì không lúc nào lại không trụ trong định, đã chấm dứt được sanh tử, cắt đứt được phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử thì mới chân thật là Bồ Đề Tát Đoà. Nếu chư vị không nhận rõ được thì ngay nơi đó chính là sự vi diệu, chân chánh Bồ Đề Tát Đoà, chư vị phải nên nhận ra, khi ấy chính chư vị cũng là Bồ Đề Tát Đoà. Chân thật bất hư các hướng tiền, chân thật không hư hướng trước. Phần đoạn sanh tử đã hết, biến dịch sanh tử đã hết, năm trụ đã đạt đến cùng tột. Đây mới thực là chân chánh trừ tất cả khổ trong dòng sanh tử, được rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Đó thực là Bồ Đề Tát Đoà, không phải giả. Chư vị muốn làm Bồ Đề Tát Đoà không? Nếu muốn thì phải tiến bước tu hành, dõng mãnh tinh tấn hướng về phía trước. Đừng học theo các tỳ kheo sa di, cư sĩ làm biếng, càng ngày từ sáng đến tối, đều ngủ gà ngủ gật, đôi mắt mở không nổi. Dĩ thượng hiển thuyết thâm bát nhã, trên nói rõ bát nhã thậm thâm. Phần trên nói rõ về lý lẽ cao thâm của tông kinh bát nhã ba la mật đa này, phần văn kinh bên dưới thì thuộc về mật thuyết, lời nói bí mật. Lược giải Đông Tây Tổ Sư Thiền, những câu kệ bên trên tôi đã nói là để giải thích về phương pháp tọa thiền của chư Tổ Sư ở Đông Phương lẫn Tây Phương. Phương pháp tọa thiền là gì? Câu kệ đầu tiên ở bên trên có nói, hồi quang phản chiếu quán tự tại, giác ngộ cho là hữu tình, tức là Bồ Đề Tát Đoà. Chư vị phải nên hồi quang phản chiếu, đem ánh sáng trí huệ phản chiếu lại tự tâm mình. Ai ai cũng có đầy đủ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc được quả vị Phật. Nếu muốn đắc được đức tướng trí huệ của Như Lai, chư vị phải nên xoay lại ánh sáng tự tâm mình và đừng nên chấp trước, phải tụng đọc câu kệ này cho thành thục, cùng tham thiền đà tọa. Lời dạy của chư Tổ Sư ở Tây Phương hay Đông Phương đều như thế. Tây Phương tức là Ấn Độ, Đông Phương tức là Tàu. Hiện tại Tây Phương không phải là Ấn Độ, cũng không phải là Tàu. Vậy là nước nào? Đông tức là Đông Phương, Tây tức là Tây Phương. Phương hướng vẫn không biến đổi nhưng hoàn cảnh lại đổi thay. Tại Tây Phương phải cần xuất hiện Tổ Sư. Hiện tại chư Tổ Sư bên Đông Phương có rất nhiều vị đi qua Tây Phương hoằng pháp, ví như nước chảy. Ai muốn làm Tổ Sư thì chớ nên ngủ nhiều thì mới có thể làm được. Ngày nay Đông cũng không phải là Đông, Tây cũng chẳng phải là Tây, nên không thể gọi là Đông hay Tây. Nam Bắc cũng như thế. Tại sao? Chúng ta có mối quan hệ khăng khít với mặt trăng, thế nên chúng ta không biết phải đi theo bên nào. Đông Tây Nam Bắc đều không thể lập. Ngày nay chúng ta là một nguyên hợp, trung tâm, tuy là trung tâm mà không phải là trung tâm, lại biến thành lớn mà không ngoài cái lớn, nhỏ mà không nằm trong cái nhỏ. Tuy có lớn nhỏ nhưng không có trong ngoài. Bên trên tôi có nói, không lớn không nhỏ, không trong ngoài, tự tu tự liễu tự an bài. Đạt đến cảnh giới này, chư vị thấy có vi diệu lắm không? Khi ấy một điểm phiền não hay buồn bực gì cũng không còn. Nhưng cùng tột của cảnh giới đó không lớn không nhỏ, không trong không ngoài là gì? Chư vị phải tự hiểu rõ, tôi không cần nói, nhưng chắc chư vị sẽ hiểu rõ. Nếu chư vị không muốn biết, dẫu tôi có nói ra đi nữa thì chư vị cũng không thể biết được. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết. Yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Nên thuyết gia chú bát nhã ba la mật đa, tức thuyết chú rằng. Yết đế hết ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Chú nãi mật phân phỉ tư lượng, như vương chiếu chỉ kiểm đồng đạo, diệt dĩ quân trung bí mật lệnh, vấn đáp bất phù tiện chấp hành, đại thừa diệu lý ly phân biệt, phàm phu chi kiến vọng duyên chân, nhân chỉ vọng nguyệt chỉ phi nguyệt, tạ chú minh tâm chú tức tâm. Dịch: chú là mật không thể suy luận, như chiếu chỉ vua cùng tôn kính, là lệnh bí mật trong quân đội, vấn đáp hợp liền phải chấp hành. Diệu lý đại thừa rời phân biệt, chi kiến phàm phu vọng thay chân, ngón tay chỉ trăng chẳng phải trăng, nhờ chú sáng tâm chú tức tâm.
Ấn Độ, câu chú không thể dịch ra thành nghĩa nhưng phiên dịch chữ chứ không phiên dịch âm, vì vậy không thể giảng hay suy tưởng nghĩ bàn được. Chú nãi mật phân phỉ tư lượng, chú là mật không thể suy luận, chú thuộc về mật giáo, trong mật giáo không thể giảng giải chú được, không thể dùng tư tưởng mà suy luận được, vì nơi đó đường ngôn ngữ rất bạt, tâm hành nơi tịch diệt. Như vương chiếu chỉ kiểm đồng tôn, như chiếu chỉ vua cùng tôn kính, chú cũng giống như chiếu chỉ của nhà vua mà ở trên đã giảng qua về bốn loại ý nghĩa của tiên đào bà. Kiểm đồng tôn tức là một khi chiếu chỉ nhà vua ban ra thì quan dân đều phải tuân phục. Diệt thị quan trung bí mật lệnh lại là mật lệnh trong quân đội, chú giống như lệnh bí mật trong quân đội. Như trên đã bàn qua, trong quân đội mỗi ngày đều có khẩu lệnh như thắng lợi. Nếu khi gặp người lính mình không quen biết mà hỏi hắn khẩu lệnh là gì, chư vị bảo thắng lợi, đó là thuộc quân đội của mình, không cần giải thích. Nếu khi hắn nói khẩu lệnh mà chư vị nói kiết tường, vậy là sai rồi, nên hắn sẽ nổ súng bắn chư vị. Trong quân đội vì quân lính rất nhiều nên mỗi ngày phải có mật lệnh để cho người ngoài không thể lọt vào quân đội được. Nghĩa của chú cũng như thế. Vấn đáp bất phủ tiện chấp hành, vấn đáp không hợp phải chấp hành. Nếu chư vị vấn đáp mà không hợp với khẩu lệnh thì họ phải thi hành nhiệm vụ. Đại thừa diệu lý ly phân biệt, diệu lý đại thừa rời phân biệt, bát nhã thuộc pháp đại thừa. Đây là pháp đại thừa diệu lý, không thể nghĩ bàn, không thể phân biệt, quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, bát nhã tùy thuyết tùy liễu ngộ. Phạm phu tri kiến vọng duyên chân, phạm phu tri kiến vọng thay chân, phạm phu chứa bao vọng tưởng tri kiến, kiến giải phan duyên, lầm nhận tất cả pháp chân thật, nhận kẻ trộm làm con, chấp trước mọi vật có hình có tướng có bóng ảnh. Nhân chỉ vọng nguyệt chỉ phi nguyệt, ngón tay chỉ trăng chẳng phải trăng. Kinh điển chỉ dẫn con đường tu hành cho mình như dùng ngón tay chỉ mặt trăng, bảo rằng mặt trăng ở nơi kia, nhưng có người không y theo ngón tay để nhìn mặt trăng mà chỉ nhìn vào ngón tay, cố chấp cho ngón tay là mặt trăng. Chư vị chớ nhận lầm ngón tay là mặt trăng. Kinh điển chỉ dẫn cách tu hành, chứ kinh điển không phải là đạo. Đạo là chính tự chư vị phải tu trì, không nên cho kinh điển là đạo. Tạ chú minh tâm chú tức tâm, nương chú sáng tâm chú tức tâm, nương nhờ oai lực của chú để làm sáng tâm, vì lời chú không thể nghĩ bàn. Chư vị lại phải nên xa rời tâm phân biệt, tâm phan duyên, tất cả tâm vọng tưởng. Tuy không hiểu nghĩa khi chỉ chú, nhưng ngày nơi không hiểu đó mới thật là hiểu. Thế nên nhờ oai lực của chú để làm sáng tâm và thấy tánh, chú cũng là tâm. Khi đã minh tâm kiến tánh, chư vị sẽ hiểu rõ ý nghĩa của chú. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.